Nhớ lại lần cổ vũ một ngày trước ở sân vận động Nguyễn Hương Giang, 22 tuổi, đang làm ở một công ty chuyên về trang trí tiệc cưới và hoa ở New Zealand vẫn còn bồi hồi đong đầy cảm xúc. Đó là lần đầu tiên Giang được đến sân vận động để xem bóng đá và cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam ở một đất nước xa xôi. Thật ra, Giang chưa hề biết đến đội tuyển nữ Việt Nam. Khi báo chí đưa tin đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games và giành vé dự World Cup được tổ chức ở New Zealand thì Giang mới biết. Nguyễn Hương Giang đã chuẩn bị mọi thứ để chờ giây phút vào sân cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Mỹ. Từ 2 tuần trước, Giang đã đặt áo dài trắng từ Việt Nam rồi gửi qua New Zealand. Ngoài ra, cô còn mang theo cờ và băng rôn in cờ Việt Nam để trang trí. Cảm giác tự hào và xúc động đến cùng khi được mặc chiếc áo dài trắng truyền thống cùng với cờ Việt Nam tại sân vận động. Đây cũng là lần đầu tiên Giang xem bóng đá và mặc áo dài ở sân vận động cổ vũ đội tuyển nữ Việt Nam ở New Zealand. Khi thủ môn Kim Thanh chặn được cú đá phạt đền, khán giả Việt và nước ngoài quanh tôi vỡ òa, reo hò cổ vũ và vui mừng. Tôi thực sự ngưỡng mộ, thán phục tinh thần kiên cường và cống hiến của các cầu thủ nữ. Dù thể hình của các cầu thủ Việt Nam nhỏ bé hơn các cầu thủ Mỹ, nhưng họ đã chiến đấu với sự nhiệt huyết và tận tâm, nói Giang. Đi cổ vũ đã giúp Giang biết thêm về từng cầu thủ trong đội tuyển nữ Việt Nam. Cô đã đăng ký theo dõi trang mạng xã hội cá nhân của các cầu thủ và hứa sẽ tiếp tục cổ vũ trong trận tới giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 27 tuổi, đang làm kiểm toán ở New Zealand, cho biết gia đình mình rất hâm mộ đội tuyển nữ Việt Nam vì nghị lực, ý chí và sự nỗ lực khi tham dự World Cup. Cô đã mua vé cho cả gia đình từ khi có lịch thi đấu và cùng nhóm thành viên gia đình tại thành phố khác tới Auckland để cổ vũ. Những người anh, chị của Nhàn đã chuẩn bị sẵn cờ và áo từ cộng đồng người Việt và chọn ở khách sạn nơi các cầu thủ nữ Việt đang lưu trú. Ngày thi đấu, Nhàn dậy sớm, đi ăn sáng ở gần công viên Domain ở Auckland rồi di chuyển tới sân vận động chỉ trong 10 phút lái xe. Tại sân vận động, cô xúc động khi quốc ca Việt Nam vang lên và cảm nhận không khí đoàn kết, nhiệt huyết của cổ động viên đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ.